Thế thì chúng ta bắt đầu nhé, thì chúng ta còn một phút nữa thôi. Thì do cái tuần tới thì trong cái lịch đó, thì các bạn biết rồi, trong tuần tới thì lớp chúng ta, hai lớp chúng ta có ba buổi. Chiều mai là tiết thứ 8, tiết thứ 9, tiến sĩ Thế sẽ giảng bài viên tay giữa. Còn thứ tư, từ tiết thứ 6 đến tiết thứ 9, thì tôi sẽ giảng bài ba bài. Nhưng mà do thứ tư tuần sau thì có thể tôi đi công tác, cho nên là bữa nay tôi giảng trước. Tôi đã làm việc với hai lớp trưởng vào một buổi thứ sáu, vào một buổi thứ sáu. Như vậy thì hai lớp chúng ta sẽ có hai tuần chúng ta học lý thuyết. Thế thì về lý thuyết tai mũi họng thì tất cả là có 18 tiết. Hiện nay thì cái lịch đi thực tập lâm sàng thì chưa có, nhưng mà đối với lịch lý thuyết cũng như là lịch thực tập các bộ môn cơ sở có thể học được online thì nhà trường có chủ trương là học trực tuyến. Trong tình hình dịch hiện nay thì rất là phức tạp. Thì trong lớp mình thì có một số bạn là đang đi tình nguyện, thì hai lớp sau khi cuối đợt, hai lớp sẽ lập danh sách để gửi cho bộ môn, rồi bộ môn sẽ học bù cho các bạn. Do bữa nay các anh chị không có mặt. Và trong cái lớp vừa rồi chúng cũng vậy, lớp IK rồi các cái lớp MN thì cũng vậy, một số bạn cũng đi công tác, cho nên là sau cái cuối đợt này thì tất cả các lớp I43 chúng ta sẽ tập trung lại thành mỗi danh sách. Chúng ta sẽ học bù. Về tình hình dịch thì như các bạn đều biết thì rất là phức tạp. Chính vì vậy thì nhà trường yêu cầu tất cả các bạn là ở đâu thì ở đó, thì giãn cách xã hội cao hơn cái chỉ thị 16. Đặc biệt nhất là tại Cần Thơ thì bắt đầu từ ngày hôm nay tới đi, thì hết sức cần thiết thì mới được đi ra khỏi nhà, mặc dù nó cũng rất là khó khăn. Thì tuy nhiên thì do cái tình hình dịch như vậy, hiện nay các bạn biết rằng là hiện nay thì Cần Thơ là đã 1.400-1.500 rồi dương tính rồi, và bệnh viện và trường của chúng ta cùng với bệnh viện đa khoa thành phố là cái bệnh viện giã chiến số 1 nằm ở trường chính trị thành phố ở đường Nguyễn Văn Cừ đó, nối dài, và còn 400 trường thì bắt đầu là từ chiều thứ ba, ngày thứ ba là sẽ tiếp nhận bệnh nhân F0. Đây là F0 chúng ta nhận ở cái tầng 1. Hiện nay các anh chị biết rằng là bệnh nhân F0 người ta phân nó làm 5 tầng. Cái tầng thấp nhất là F0, không có triệu chứng và không có bệnh nền. Cái tầng thứ hai là F0 có triệu chứng nhẹ, và có bệnh nền. Cái tầng cuối cùng là tầng 5 là nguy kịch, tức là phải chạy ECMO, tức là hệ thống hô hấp ngoài cơ thể, và có thể là chạy thận nhân tạo. Còn cái tầng 4 á, là bệnh nặng, rất nặng. Tầng 3 là bệnh nặng. Thì đây là cái tháp 5 tầng để chúng ta cần lưu ý. Để chúng ta là sinh viên y thì chúng ta cũng cần hiểu như vậy. Nhưng mà trong tình hình vừa qua thì các bạn biết rằng là nó chuyển cái thể Delta nó lây rất là nhanh, mặc dù là đã được chích ngừa, chủng ngừa. Chính vì vậy mà nhà nước yêu cầu chúng ta cố gắng là ở đâu giãn cách xã hội. Và nó chuyển cái tầng mức độ rất là nhanh. Từ mức 1 tức là tầng 1, nó có thể chuyển mức 2 và mức 3, mức 4 luôn. Mà hiện nay là chuyển người trẻ nữa. Cho nên là đối với các bạn chúng ta cần lưu ý. Thì tôi cũng nói sơ qua về tình hình dịch như vậy chứ không cần nắm. Riêng đối với lấy tai mũi họng thì về giáo trình thì tôi được biết thì lớp có đăng ký với cô gái để mua, nhưng mà nếu bạn nào chưa đăng ký kịp thì các bạn nếu mà hết giãn cách thì các bạn có thể là đến cái nhà sách Senator đường số 14 An Khánh, các bạn mua. Đấy là cái chỗ mà bộ môn gửi rồi đó, nhà sách Senator nhé, đường số 14. Thì đây là tôi về lý thuyết. Thì trong cái giáo trình nó có một số bài là
học lý thuyết lâm sàng. Chúng ta không học lý thuyết. Một là bài khó thở thanh quản, khó thở thanh quản. Hai là bài chạy máu mũi, chạy máu mũi. Ba là bài mở khí quản, mở khí quản. Bốn là bài các cái hội chứng lớn trong tai mũi họng, các cái hội chứng lớn trong tai mũi họng. Này tôi nhắc các bạn như vậy. Và trong cái cuốn giáo trình thì các bạn lưu ý là mỗi một bài nó có cái 5 câu hỏi lượng giá. Thì chúng ta sau khi học xong một bài thì các bạn cũng cần nên đem xem qua. Tuy nhiên có một số câu hỏi trong các cái bài lượng giá đó nó không rõ, nhưng mà ít thôi. Tức là cái câu dẫn nó không rõ, nó làm cho cái sinh viên nó lưỡng lự giữa câu này với câu kia. Còn là trong cái đáp án là do các ban biên tập ấy, người ta nhầm lẫn, cho nên là một số câu có đáp án sai. Thế chính vì vậy mà trong quá trình học tập các bạn phát hiện ra, các bạn làm dấu. Khi đi lâm sàng thì chúng ta sẽ hỏi giáo viên, các bạn sẽ hỏi giáo viên. Thì các bạn lưu ý nhé, để cho giáo viên sẽ đáp ngay. Và trong cái lần tái bản sau thì bộ môn sẽ chỉnh sửa lại. Các bạn lưu ý như vậy nhé, lưu ý như vậy. Khi đi lâm sàng thì chúng ta có mấy cái nơi chúng ta đi. Một là bệnh viện đa khoa thành phố, khoa tai mũi họng. Hai là khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa trung ương. Ba là khoa tai mũi họng bệnh viện Nhi Đồng. Và số 4 là bệnh viện tai mũi họng. Và do mà trong cái tình hình dịch này nó còn kéo dài như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải lưu ý khi đi lâm sàng cái số lượng, chia nhỏ số lượng ra. Thì đấy là cái tôi có đầu vào cái chương trình học lý thuyết đầu tiên của tai mũi họng thì tôi có một số nhắc nhở các bạn như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào bài. Các anh chị nghe rõ không? Dạ rõ rồi thầy. Dạ. Dạ rồi. 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 Hả? Dạ lớp rồi, em 5 bạn đi chống dịch bên Vĩnh Long á, mấy bạn hôm nay vô học được. Được không sao? Tốt thôi, không sao. Dạ. Rồi. Thế thì theo như cái báo lớp trưởng hai lớp ấy, thì hôm nay chúng ta học ba bài. Thì như vậy thì một là chúng ta đã được báo trước, hai là chúng ta đã có giáo trình đó. Cho nên là mỗi một bài chúng ta học khoảng độ nửa tiếng thôi, chúng ta cố gắng là ra xong trước 3 giờ. Chúng ta có đối với tôi được phân công thêm 2 bài mà bác sĩ Sáng nhờ đó, thì chắc là chúng ta sẽ dành cho bữa khác. Cái bữa nay thì chưa được, mà gì vẫn được ngang, mà gì vẫn được thở. Thì hôm nay chúng ta sẽ học 3 bài. Cái bài đầu tiên là bài ung thư vòm. Thế thì đầu tiên thì bao giờ nó cũng vậy, thì chúng ta lưu ý là
Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Thế đây trên cái hình này thì đây là cái vòng khẩu cái, đây là vòng khẩu cái cứng nha. Đây là lưỡi gà. Thế từ cái lưỡi gà mà trở ra đó, cái cung răng trên này này, thì nó thuộc về răng hàm mặt. Từ lưỡi gà là cái lưỡi gà trở ra phía sau á, thì thuộc về tai mũi họng. 2/3 trước lưỡi á thì thuộc về răng hàm mặt. Còn 1/3 lưỡi trở ra phía sau á thì thuộc về tai mũi họng. Thế ta phân chia như vậy. Thế trong bài này thì các anh chị phải trình bày được dịch tễ này, đặc điểm ung thư vòm ở Việt Nam. Thứ hai là các yếu tố nguy cơ của ung thư vòm. Thứ ba là các triệu chứng của ung thư vòm họng. Và thứ tư là nguyên tắc điều trị cũng như là các dấu hiệu lâm sàng để chuẩn đoán sớm. Thì giống như là các loại ung thư khác thôi. Là vấn đề quan trọng nhất là vẫn là các chúng ta chẩn đoán sớm. Thì bây giờ những dấu hiệu nào giúp cho người bác sĩ và nói chung về bác sĩ đa khoa cũng như là cả bác sĩ chuyên khoa chúng ta phát hiện sớm ung thư vòm. Thế là mục tiêu của cái bài này như vậy. Cái đầu tiên thì các anh chị biết rằng là ung thư vòm á là đứng hàng thứ nhất, đứng hàng đầu trong các loại ung thư của tai mũi họng và đầu màng cổ. Thường thường nó mượn các triệu chứng của các cơ quan khác. Chính vì nó mượn này mà làm cho bác sĩ không có chẩn đoán sớm ngay từ đầu. Thường chẩn đoán nhầm với các cơ quan mà cái khối u này nó xâm lấn tới. Cho nên là chẩn đoán muộn. Điều trị chủ yếu ung thư vòm là xạ trị thôi, mà tiên lượng tốt nếu chúng ta chẩn đoán sớm và điều trị sớm giống như các loại ung thư khác. Đây là cái đại cương về dịch tễ. Thì các anh chị biết rằng là đối với ung thư vòm á, thường thường gặp nhất là những cái người ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, tức là ở phía nam của Trung Quốc, các tỉnh phía nam Trung Quốc như là tỉnh Quảng Đông. Ở trong tỉnh Quảng Đông thì nó có cái thành phố Quảng Châu. Còn ngoài ra thì nó có cái như là những cái vùng Thẩm Quyến, Hồng Kông. Còn đối với người Việt Nam mình, các nước Đông Nam Á thì trong đó có Việt Nam thì cũng là cái nơi mà cái tỷ lệ ung thư vòm khá cao. Thì trong cái phần đại cương nó trình bày là cao nhất trong các loại ung thư của cơ thể nói chung. Cao nhất so với ung thư tai mũi họng và đầu màng cổ. Rồi những người Trung Hoa mà di cư sang Hoa Kỳ đó, thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai thì thường nó cao hơn đối với người bản địa. Chỉ đến thế hệ thứ ba thì mới bằng người bản địa thôi. Bằng người bản địa thôi. Cho nên cơ bản là những người Hoa Kiều, người Hoa Kỳ, người Hoa đó, thì cái tỷ lệ ung thư vòm nó cao hơn các dân tộc khác. Còn đối với Việt Nam thì cũng là vùng dịch tễ, thì ung thư vòm cũng là loại ung thư cao nhất so với các loại ung thư tai mũi họng đầu mà cổ. Về tuổi thì về nam giới chiếm nhiều hơn 75%. Độ tuổi hay gặp là 40 đến 60. Về nghề nghiệp thì không thấy có sự liên quan. Nhưng mà người ta thấy rằng là những cái vùng trước đây đã có cái vùng chiến sự, chiến tranh đó, có sử dụng các loại thuốc khai quang, thì người ta thấy rằng là cũng có liên quan, nhưng mà cần có sự nghiên cứu nó kỹ hơn. Nhưng người ta thấy như vậy. Nếu ung thư vòm đứng hàng thứ 7 trong các loại ung thư của cơ thể nói chung, đó đứng hàng thứ 7. Về mối liên quan thì các anh chị biết rằng là biết là cái con virus Epstein-Barr, nó mô tả nó giống như con corona đó, virus Epstein-Barr, thì người ta thấy nó liên quan rất là lớn đối với cái bệnh ung thư vòm. Thế nhưng mà cái con này này, con virus này này, nó có liên hệ với các cái con khác, các cái loại u khác như là ung thư, các loại u. Nhưng mà trong cái huyết thanh của bệnh nhân mà cái tỷ lệ hiệu giá kháng thể, kháng nguyên kháng thể nó cao gấp 8 đến 10 lần thì gần như là chắc chắn ung thư vòm. Còn nếu thấy nó có thì chưa chắc, nhưng mà hiệu giá kháng thể nó gấp đến 8 đến 10 lần thì gần như là ung thư vòm. Và ngoài ra thì có liên quan đến vấn đề môi trường, vấn đề thức ăn, vấn đề yếu tố gia đình, yếu tố bên trong cơ thể, thì chúng ta sẽ đi qua từng cái một. Nhất là con virus Epstein-Barr như tôi nói vừa nãy nha. Nó gặp trong các loại khối u, nhưng mà nó gặp nhiều ở đây, nó cũng có như thế này đó, gặp nhiều cho ung thư vòm. Nếu mà hiệu giá kháng thể nó cao gấp 8 đến 10 lần thì nó gặp như là chắc chắn ung thư vòm. Ví dụ vậy.
vấn đề môi trường, đây vấn đề là khói thuốc lá này, và đặc biệt nhất là các em, những cái người hút thuốc lá, cái nhai trầu, rồi những cái người làm trong cái xưởng niken, xưởng niken, xưởng gỗ, nhà máy dệt, thì người ta thấy có tỷ lệ ung thư vòm. Cái những người ung thư vòm thì thường người ta điều tra lại thì cái số người làm trong các yếu tố này là rất là cao, rất là cao. Rồi thức ăn thì các bạn thấy là các cái chất khô hoặc là các cái đồ nướng, thì các bạn thấy là người Trung Quốc họ ăn đồ nướng nhiều lắm. Yeah, thì trong cái thức ăn, các cái phụ gia cho vào thức ăn đây, nó có cái chất nitrosamine. Cái chất nitrosamine này, đây là một loại chất sinh ung, sinh ung thư. Và nó có nhiều trong các cái khô, khô. Người Việt Nam mình cũng hay ăn khô đó. Mắm, mắm. Thức ăn nó phơi khô đây, thì cũng rất là nhiều cái này. Ăn vào thì nó gây ra các cái loại, nó gây ra các cái độc hại trên ADN, để biến đổi tế bào và chuyển thành ác tính. Và ngoài ra thì có yếu tố di truyền, như tôi nói vừa nãy là vấn đề chủng tộc. Vấn đề chủng tộc, người Hoa Kiều gặp nhiều hơn. Về đặc điểm ung thư vòm ở Việt Nam có 3 cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nó chẩn đoán muộn, 80% là chẩn đoán muộn. Thế tại sao nó chẩn đoán muộn? Là do hai đặc điểm sau. Thường thường nó mở ống các triệu chứng của các cơ quan khác. Nó tùy thuộc vào cái cơ quan mà cái khối u này nó xâm lấn. Nếu nó xâm lấn vào cái cửa mũi sau thì bệnh nhân có triệu chứng của mũi xoang. Nó xâm lấn vào phía sau hốc mắt thì có triệu chứng của mắt, đúng không? Và cái thứ hai là cái đặc điểm thứ ba cũng là yếu tố thứ hai nó làm chẩn đoán muộn, đó là cái u này này nó nằm ở trong cái vùng rất là kín đáo, nó phát triển rất là âm thầm và kín đáo, cho nên khi phát hiện ra thì nó đã trễ rồi. Đây là cái ba cái đặc điểm ung thư vòm Việt Nam. Thế về triệu chứng thì như tôi nói vừa nãy là nó mượn các triệu chứng của các cơ quan khác. Nếu mà nó xâm lấn vào cái loa vòi nhĩ, đây nó vẽ cái hình tai, tức là các triệu chứng của tai, mà đặc biệt nhất là cái khối u từ cái vùng vòm này nó xâm lấn vào cái loa vòi nhĩ. Loa vòi nhĩ ở thành bên họng đó, hai bên hai cái tai, hai bên hai cái đó, thì nếu nó xâm lấn vào đó thì đầu tiên bệnh nhân sẽ có triệu chứng của tai. Rồi nó xâm lấn vào mũi, tức là nó xâm lấn vào cửa mũi sau, thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng của mũi nha. Bệnh nhân sẽ có triệu chứng của mũi. Nó xâm lấn vào phía sau nhãn cầu thì triệu chứng của mắt, rồi triệu chứng hạch, và nó xâm lấn vào nền sọ thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng thần kinh. Thì chúng ta sẽ đi qua từng cái một. Và nếu nó xâm lấn vào cái loa vòi nhĩ thì bệnh nhân sẽ dấu hiệu đầu tiên là triệu chứng của cái tắc vòi nhĩ, mà triệu chứng của tắc vòi nhĩ là ù tai. Triệu chứng ban đầu là sớm này, ù tai. Cho nên thi người ta có hỏi một câu triệu chứng sớm nhất nha, thường có triệu chứng tai trong ung thư vòm, thì các bạn đánh cái ù tai nha, ABCD ù tai. Thì thứ hai là bệnh nhân có thể chảy máu tai, chảy máu tai nhưng ít thôi, thường ở giai đoạn mô, thường là giai đoạn mô thôi. Bệnh nhân có thể nghe kém, mỗi lần nuốt bệnh nhân đau nhói lên tai, mà thường thường khối u ở cái vùng này là cái dạng thâm nhiễm không bị khóa, dạng thâm nhiễm không bị khóa. Cho nên các bạn nhớ là cái triệu chứng ban đầu là một người là ông lớn tuổi đầu tiên là có triệu chứng ù tai, thì chúng ta cũng cần lưu ý nha, lưu ý như vậy. Hay là nếu xâm lấn vào cái cửa mũi sau thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng của mũi xoang. Cái cửa mũi, cái mũi thì có hai cửa, cửa mũi trước là chúng ta thấy đấy và cửa mũi sau. Thì khi khối u nó xâm lấn vào cửa mũi sau thì nó sẽ làm hẹp cửa mũi sau, cho nên bệnh nhân sẽ có triệu chứng nghẹt mũi là đầu tiên, và nghẹt mũi này tăng dần theo kích thước của khối u, làm hẹp cửa mũi sau nhiều hay ít, nhưng mà thường có khuynh hướng tăng dần. Lúc đầu có thể một bên, sau đó có thể có hai bên, sau đó có thể có hai bên. Cái về sau thì nó nghẹt mũi, có thể nó nghẹt mũi hoàn toàn, thì nó làm cho ứ chè cái dịch ở trong mũi, trong xoang. Bệnh nhân có thể chảy dịch ở mũi, thường thường là nhầy đục và có lẫn máu. Cái máu này là do khối u chảy ra, thường số lượng không nhiều, nó lầy nhầy như máu cá, nó lầy nhầy như máu cá. Cho nên là trong câu hỏi thi nó có hỏi một câu như thế này: tính chất dịch mũi chảy trong ung thư vòm ABCD, thường là chảy dịch nhầy đục, lầy nhầy như máu cá nha. Tức là cái máu nó đỏ tươi nhưng mà nó nhiễm trùng, nghẹt mũi ngày tăng dần, rồi đến khi nào đó thì nó gây ứ trệ,
bệnh nhân sẽ có cái quyết định bệnh nhân sẽ có triệu chứng của cái viêm mũi xoang, như là bệnh nhân ê ẩm cái vùng xoang, vùng gò má, vùng hố nanh xoang hàm, vùng bên cái khối u xâm lấn, đó là triệu chứng của mũi xoang. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể có triệu chứng về giảm mùi, ha, thậm chí mất mùi nếu là nghẹt mũi hoàn toàn. Cái xâm lấn vào cửa mũi sau thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng của mắt. Của mắt thì đầu tiên là nó sẽ làm cho cái bệnh nhân sẽ bị lé trong. Lé trong là do cái liệt cái cơ vần nhãn ngoài, liệt vần nhãn ngoài thì lé trong. Cái khối u nó đẩy nhãn cầu ra phía trước thì bệnh nhân có thể lồi mắt. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể bị sụp mi do liệt dây ba, xong thị, giảm thị lực. Đây là cái thứ hai là triệu chứng của hạch. Đã gọi là ung thư thì bao giờ chúng ta cũng phải mô tả cái hạch. Thường thường hạch ở sau góc hàm. Thường hạch ở sau góc hàm 70% là hạch ở cái nhóm cổ cao, tức là sau góc hàm. Sau góc hàm cổ cao. Cái hạch thường thường là nó di động, nó xuất hiện sớm. Đôi khi bệnh nhân chưa có triệu chứng về khối u gì cả, nhưng mà bệnh nhân đến chúng ta là có một cái cục ở cái tuyến mang tai này, ở sau góc hàm. Và cái khối u ở sau góc hàm này có thể là tuyến mang tai, có thể là di căn hạch, có thể là khối u của hạch. Cho nên là chúng ta phải nghi ngờ, phải soi vòng. Nó gọi là con sanh trước cha là như vậy. Là có cha nhưng mà chúng ta chưa tìm thấy thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy xuất hiện, lý do vào viện của bệnh nhân là xuất hiện một cái hạch ở sau góc hàm. Thì đương nhiên khi khám hạch thì chúng ta cần phải lưu ý hạch ở một bên, hạch hai bên, di động hay cố định để đánh giá tiên lượng. Nếu là hạch di động giới hạn rõ thì tiên lượng tốt. Còn nếu nó hạch dính cố định, nó dính với các cơ quan xung quanh thì tiên lượng xấu. Cái hạch nào cũng vậy, hạch trong ung thư nào cũng vậy, chúng ta cần lưu ý như vậy nha. Còn nó xâm lấn vào nền sọ thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng vào thần kinh, tức là nó sẽ làm liệt các dây thần kinh do cái khối u này nó xâm lấn tới. Và thần kinh nào bị liệt thì nó bệnh nhân sẽ biểu hiện bằng các cái triệu chứng liệt thần kinh và cảm giác, vận động và cảm giác do dây thần kinh này chi phối. Và trong tài liệu nó có nêu rất là nhiều cái hội chứng, tùy theo khối u này nó xâm lấn đến đâu thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng tổn thương do liệt các dây thần kinh đó chi phối. Ví dụ như là hội chứng khe bướm thì bệnh nhân sẽ liệt các dây thần kinh 3, 4, 5, 6. Còn liệt toàn bộ nhãn cầu, bệnh nhân đau nhức vùng trán hoặc nhức xung quanh mắt, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng lỗ đất sau. Cái triệu chứng lỗ đất sau, cái lỗ đất sau sau cái sàn sọ cái đi học giải phẫu thì có 3 dây thần kinh chui qua, là dây 9, dây 10, dây 11. Ở 3 dây này nó chi phối sự vận động và cảm giác ở cái vùng họng. Bệnh nhân sẽ bị liệt họng, liệt màng hầu nha, liệt màng hầu. Bệnh nhân có thể bị liệt thanh quản, nói giọng đôi, vân vân. Bệnh nhân có thể có hội chứng nội cầu, hoặc hội chứng liệt dây 22 dây sọ, hoặc là bệnh nhân có hội chứng tăng áp lực nội sọ nếu khối u này nó xâm lấn vào trong nền sọ. Mà các bạn biết rằng là đối với ung thư vòm mà có dấu hiệu thần kinh là giai đoạn 4. Chúng ta nhớ nha, nếu có dấu hiệu thần kinh, tức là chèn ép thần kinh, là giai đoạn 4. Về ung thư vòm nó có 3-4 giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Và giai đoạn 4 là có dấu hiệu về thần kinh. Ta nhớ như vậy. Về cận lâm sàng thì có rất là nhiều, nhưng mà vấn đề cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư vòm vẫn là giải phẫu bệnh học. Giải phẫu bệnh học. Và muốn giải phẫu bệnh học thì nghi ngờ chúng ta soi, thấy khối u chúng ta bấm, chúng ta làm giải phẫu bệnh lý và trả lời là ung thư. Ở ngoài ra thì chúng ta có thể sinh thiết hạch, ví dụ như hạch sâu góc hàm chẳng hạn. Còn đối với các xét nghiệm cơ bản khác thì chủ yếu là chúng ta đánh giá tình trạng chung của bệnh nhân, như là tình trạng thiếu máu, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng, vân vân, hoặc là phát hiện các di căn nhờ siêu âm hệ thống. Còn CT scan ở vùng sọ, vùng xoang thì chúng ta đánh giá mức độ xâm lấn của khối u, đặc biệt nhất là xâm lấn vào nền sọ. Xâm lấn vào nền sọ. Cho nên là trong cái chẩn đoán tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư vòm là giải phẫu bệnh. Và cái
cần lâm sàng nha, cần lâm sàng mà giúp cho chẩn đoán sớm hơn nhất đó là nội soi, đó là nội soi. Thì như vậy 90% ung thư vòm, các bạn lưu ý này, 90% ung thư vòm là ung thư biểu mô không biệt hóa, ung thư biểu mô không biệt hóa nha, không biệt hóa là UNTC đấy. U là undifferentiated, N là nasopharyngeal, C là carcinoma, T là TIP, là ung thư biểu mô không biệt hóa. Mà ung thư biểu mô không biệt hóa thì rất nhạy cảm với xạ trị. Ung thư nào cũng vậy nhé. Mà là biểu mô không biệt hóa thì rất nhạy cảm với xạ trị. Cho nên điều trị ung thư vòm chủ yếu là xạ trị. Thế ngoài ra thì người ta có thể là kết hợp với hóa trị, phẫu thuật. Thì trong tài liệu người ta có nêu, thì thi người ta có hỏi một câu là ung thư vòm điều trị chủ yếu là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc là đồng thời vân vân thì chủ yếu là xạ trị, hiểu như vậy nhé. Thì ngoài đây thì người ta có điều trị đa phương thức, thì cái này kết hợp với xạ trị và hóa trị vân vân hoặc là phẫu thuật tùy, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là xạ trị nhé, vẫn là xạ trị. Thì trong tài liệu người ta nêu rất là nhiều các cái phác đồ điều trị bằng xạ trị nhé. Thì đề nghị các anh chị coi trong tài liệu, nó nêu rất là cổ, rất kỹ nha, rất là kỹ cái phác đồ điều trị. Thì xạ trị hóa trị cũng có cái phác đồ nha, có cái phác đồ điều trị đây, thì các anh chị coi trong tài liệu. Hóa trị liệu đồng thời nha, hóa trị liệu đồng thời. Vấn đề quan trọng nhất thì đối với tất cả các loại ung thư thì là sau khi điều trị chúng ta phải theo dõi nha, tái khám lần 1, lần 2, 6 tháng, 1 năm, 2 năm vân vân, thì nó đều có cái phác đồ theo dõi sau khi điều trị. Và theo dõi ở đây là theo dõi đặc biệt nhất là theo dõi cái tái phát, theo dõi cái tái phát. Theo dõi cái thứ hai là theo dõi cái tác dụng phụ của cái điều trị, ví dụ như là xạ trị. Nên xạ trị nó có một số cái tác dụng phụ thì chúng ta cần lưu ý nha, cần lưu ý như vậy. À, cho nên là trong cái điều trị thì chúng ta cũng cần lưu ý. Rồi cái đây là những cái dấu hiệu để chúng ta chẩn đoán sớm với một bác sĩ đa khoa hay là một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng cũng vậy. Thì những dấu hiệu nào để chúng ta phải cân nhắc để nội soi vòm. Một bệnh nhân bị viêm tai giữa thanh dịch trên một người đàn ông lớn tuổi điều trị dai dẳng không khỏi, thì chúng ta các bạn lưu ý là cho nội soi vòm nha. Một người đàn ông trên 40 tuổi ngay kém chẩn đoán viêm tai giữa thanh dịch, điều trị rất nhiều lần rồi nhưng không bớt, thì các bạn cũng cho bệnh nhân đi nội soi vòm. Thì cái máy nội soi vòm hiện nay thì phòng khám tư nhân nào cũng có, bác sĩ tai mũi họng nào cũng có. À, chúng ta chỉ cần đưa ống nội soi vào là chúng ta thấy liền. Thứ hai là một bệnh nhân nghẹt mũi kéo dài một bên, tăng dần, có thể kèm theo hai bên. Đặc biệt nhất là chảy nước mũi nhầy đục, nó lây nhầy như mâu cá. Nhất này là cho một người đàn ông lớn tuổi thì các bạn cần lưu ý cho nội soi vòm. Thứ ba, một người đàn ông lớn tuổi nhức đầu, không có cao huyết áp, không có các bệnh lý nội khoa, dùng các thuốc giảm đau thông thường không bớt, thì các bạn cũng cho bệnh nhân nội soi vòm. Rồi. Một bệnh nhân tự nhiên có một cái hạch sau góc hàm đến các bạn không đau, thì như tôi nói vừa nãy có ba khả năng: một là u tuyến mang tai, hai là ung thư hạch di căn, thứ ba là ung thư hạch nguyên phát, thì các bạn phải cho nội soi vòm. Một cái nữa thứ năm là một bệnh nhân tự nhiên bị lé trong, thì hồi nào giờ không bị lé, tự nhiên bị lé trong. Và nhất là người nhà người ta nói là sao lúc này ông ba của em hay là ba của tôi hay là người nhà của tôi tự nhiên lé trong, thì coi chừng. Hoặc là tự nhiên bị sụp mi thì coi chừng. Là lé trong là do liệt gây 6, còn sụp mi thì do liệt gây 3. Thế các bạn lưu ý là trong dây thần kinh sò thì dây số 6 là dây dễ bị tổn thương nhất khi bị khối u ở sàn sò, bởi vì dây số 6 là dây dài nhất, dây dài nhất. Cho nên trong câu hỏi thi này có hỏi trong các dây sò dây thần kinh nào dễ bị tổn thương nhất, thì các bạn chẩn đoán là dây sò, bởi vì dây 6 là dây dài nhất. Chúng ta cần lưu ý. Đấy là cái toàn bộ cái bài ung thư vòm, nó là như vậy.
Đối với một bác sĩ đa khoa, cái quan trọng nhất là các bạn nghĩ đến ung thư vòm để các bạn chuyển chuyên khoa tai mũi họng hoặc là các bạn cho nội soi. Và chúng ta cũng cần nhớ ung thư vòm là loại ung thư hàng đầu trong tai mũi họng và động mạch cổ, và điều trị chủ yếu là xạ trị. Nhớ, điều trị chủ yếu là xạ trị. Ung thư vòm nó liên quan rất nhiều đến con virus Epstein-Barr, và trong một số thực phẩm, đồ nướng, phụ gia cho vào thức ăn, ví dụ như nitrosamine, như là khô, mắm, cho nên các bạn lưu ý. Cái toàn bộ cái bài hôm nay, cái bài ung thư vòm là như vậy. Biết các bạn là có ý kiến gì trao đổi thêm, tôi dành cho mấy phút các bạn trao đổi.